Ui, đủ ngon lắm. Ngon đạo lý à? Vâng. Ui, ngon. Giỏi, rất là giỏi. Không nói. Chứ mà. Vâng, rẻ lắm mà. Thế này nó mua đâu, nó nhặt ở trên đồi rồi nó về chứ. Mua 10 bán 9. Mượn tạm. xin một cái cúng luôn đi. Nhưng mà nó vẫn ngọt mà. Mấy quả hương hương thôi về ăn mới thích nó. Đến tạm một túi. Đấy nhỉ. Bà nhỉ. Túi này bé thế nhỉ. Hương này. Lấy quả hương hương. Quả bé bé ăn tạm đi nhỉ. Đấy. Bổ nó kéo cháu này á, ta bổ gốc nó kéo này, quả bé thôi, đây bé thì khác, quả to chắc chắn như sao mà cắt miếng ăn tạm được quá, quả bé đấy là nó chín quá rồi ăn được, có đấy không chứ, à con túi to rồi, 1, 2, 3, 4, 5 nhé, kéo nào nhé. Đấy bà ấy lấy quả bà ấy. Cái nào nó hơi đăng quả ấy là mềm. Quả chín luôn á. Lấy quả chín luôn à. Này thích lấy quả hương. Cái bẩn mớ rau quá. Phải thiếu à, đến những tờ 20.000 mà. Bẩn mớ rau quá bán 10.000 mớ, 10.000 mớ. 5.000 lấy quả hương. 5.000 quả quả ấy là mức quá đắt. Ba bể tối thì bán quả, bán thật quả, quả đang lấy vỏ nó mềm mà. Mình lấy quả đấy. Xin lấy vỏ đổ, lấy vỏ vỏ đó. Là gì? Hôm nay mình bán là mềm mềm nha. Một một đó. Đó. Túi to đây này, cần túi to, làm với bánh gì nhỉ?
Cứ đi xếp hàng đi. Cứ để đấy là còn nào còn ăn được em. Đây là bị một tí thôi. Lấy mấy quả vào cần năm cần đi ấy đi. Hôm nay thứ 6 được nghỉ à? Bà phải đi làm gì về đấy? Ôi cháu phải đi chợ về. Bổ quả ăn đã bà nhỉ? Được, cái bổ quả cho trước đấy. Trước thì không tí nữa mình ăn ăn kẹo xong nhé. Tóc của mày luôn á. Kiếm rồi. Hai! Lên đó đó! Đó là bà cả. Con bỏ hạt rồi nhá. Bỏ nó dùng thịt ngon. Tôi lũng ở vị trí muốn tính tôi vì nó tẩy hơn. Bạn đi. Bắt được rồi. Ba cái sẽ chia nhau nhá, bỏ ra. Cô bổ thích. Lũ có sao nữa. Lũ đủ để ngon rồi mà. Cố cả ba. Xin cô ạ. Bỏ ba. Mẹ bé này học lớp mấy rồi? Lớp 3. Lớp 3 hả? Lớp 3 mà lớn thế nhỉ? 2. Lớp 2 2 cô hỏi cô ấy, cô là Lý Thị Ca ấy. Mà xem cô là biết cô mà thì không là thấy các cháu luôn đấy. Xin cô ạ. Con bắn hết hạt đầu thế này nữa. Hôm nay cô đi bán đu đủ, bán được ít. Mày hôm nay trời mát nhỉ. Ngon không? Đu đủ ngon không? Chính là Vinh, cả hai bà Vinh. Chờ một tí sau cô chia tiếp nha. Lại một cái xem ha. Biết chưa? Sao được? Không có cái sao
Tôi có túi đi mình nhìn. Em bé được chưa? Chưa ạ? Có túi thì ăn, đi để bỏ rác ở đây để bảo vệ môi trường nhé. Bán đây có cho bà nhé. Nè, bà như bà đi làm rồi bà đói. Kẹo mình. Ăn xong bỏ vào đây cho cô nhá. Mua đồ hết tiền. Nha. Ăn gì vậy? Đây là cái nào đấy? Cái gì đó? Học lớp 3 à? Có cái gì? Hai bạn ở lớp 5. Có cái gì? Bạn lớp 5 rồi à? Vâng. Con học lớp 3 à? Mua bánh xài. Một kẹo ăn nhá. Mười tờ 1-2 nghìn thôi nhá. Cái lát mua kẹo ăn nhá. Cứ ở đây ăn đi nhá. Tình cảm lắm. Đấy bạn đen này tên gì ấy? Quân nhá. Quân à? Cò đấy tên gì ấy? Nguyên. Nguyên à? Thế ở đây chơi đi nhá. Đây cô về đi. Chợ sau cô gặp cô lại cho nhá. Chợ sau cô đi đường này cô gặp cô lại cho. Bye bye nhá. Bye bye nào. Bye bye. Bye bye.
Được rồi nha, nhiều quá. Tết rồi đi, tết. Chung vịt thôi. Thank you.
Đợi mắt. Đợi đây. Em thấy văng như... Em ơi. Đấy, chị móc ở đây. Cái gì ở trong vùi mà nặng này. Đỡ. Chị mang cái đống gì mà. Ba chị có dán à? Em cần một kiện. Ôi trời đấy. Trời ơi. Em có nhiều mà chị lại mang cho em nữa. Ôi trời ơi. Bóc thử ăn. Ném đi. Ném thử nhát phải bóc thử nhát. À, con này dễ đi. Mày ăn gì ngon thế? Hả? Đấy là cái gì đây? Ăn đâu? Thế em ăn hết cả trứng nhá. Ăn cả trứng nhá. Ăn nhá. Còn sao mới có? Nhiều thật đấy, cả một vườn luôn chị ạ. Vâng, ra rồi đấy. Cái chảo này chán thật tệ. Ta qua nhỉ? Đây là này. Cái luộc để cho kệ nó ở trong chậu nhỉ? Không, em lấy một chậu. Làm trong chậu được hả? Chỉ 10 giờ ăn là vừa. Cái Nga à, nó cứ như cái gà bánh. Mít mít nè, không à? Vịt. À, con vịt. Có chậm cháo đấy không chị? Không cần đâu. Chị nhìn cho cái... Lúc trời này không thấy đắng đâu nhỉ. Ừ. Mày hết hết nước ngứa luôn em mẹ. Để đấy thôi. Đầy quá. Đừng. Rất đâu, rất đâu. Chưa nè. Để ăn măng đi. Ăn được món này. Chịn này mà. Ta muốn ăn cơm mà chị lấy thịt ra ăn hả? Chị lấy củ kiệu rồi à? Món này ngon nhất à? Chị ăn thêm món này. Chị ăn đi. Ăn. Chưa. Ăn đi xưng. Chưa. Ăn đi xưng. Con bé đâu nhỉ? Chị ăn nốt con chó vào vặn nhỉ? Cái này ăn mỡ.
nhưng mà ăn bé ngứa thật đấy. Nào vào trong nhà cẩn thận nhá. Chúng mày nhảy lên kia nhá. Ờ, xin đôi đến tao bằng này. Ôi, đừng cắn nó. Lăn, lăn đi chứ. Này, chân đau. Con là chân đau thôi, không lấy đâu. Con này cũng còn trong đấy. Nhưng mà cái này có sắn dây rồi. Nào, đi. Đi. Vào gần nhau nào. Đi, đi. Đi ăn. Đi nào, đi khỏe ngon hơn đấy. Cái vỏ này cứ lên bên trong bản lắm rồi. Ừ. 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 Nó gọi lắm. Nó có đây nhá.